Chị chào Nhiên, mình chào tổng hết anh chị em trong nhà mình. Cho chị lên chị chia sẻ cái vụ mà em bé chết không có quan tài chôn nè. Chị á thì chị ít có xem mấy cái vụ đó lắm. Chị ít có xem mấy cái vụ mà người người chết không có quan tài chôn lắm, nhưng mà chị biết cái chỗ đây này, chị nói cho anh chị em mình nghe cái chỗ này. Nghĩa là tất cả những người trên đất nước Việt Nam mình, từ người nghèo hay tới người giàu gì, không ai chết mà không có quan tài chôn hết. Tụi nó bịa đặt để Đúng nó làm đúng. gì? Để nó gom tiền, chứ không đến nỗi nào mà không có tiền mua quan tài chôn. Chị ví đây là chị ví dụ nhân trường hợp, chị ví dụ một người trong xóm mất đi, mà ví dụ như người đó nghèo đi, thì anh chị em Thì hay cả là xóm xóm quyên góp làng, lại. đúng rồi, hay Đúng. là tổ khu phố hoặc thậm chí phường, người ta sẽ quyên góp và người ta sẽ lo ma chay cái người đó rất là đàng hoàng và rất là nhiệt tình, chứ không đến nỗi nào mà quyên góp kiều bào hải ngoại. Đúng. Nên nên mình á, mình nhiều khi mình lên trên cái mạng mình thấy người ta để một cái hình người mất, xong người ta để là người này chết không có tiền chôn, không có tiền mua tài, rất là lố bịch và rất là mất dạy. Mất dạy là cái chỗ là cái tiền mà để mua quan tài nó không có đáng là bao nhiêu hết, mà để gọi là quyên góp nha mấy anh chị em. Nên những cái like mà mình nói như thế này, mình chỉ mong muốn là mình chia sẻ cho những người ở hải ngoại người ta biết là ở đây là tụi nó lừa để tụi nó moi tiền, chứ không có phải là vì cái quan tài đó, cái quan tài nó không bao nhiêu hết. Mình chia sẻ với anh chị em cái chỗ đây nè, ví dụ như người ta có tiền thì người ta làm đám ma hoành tráng, những người không có tiền thì làm đám ma đơn đơn, rồi những người không có tiền nữa thì người ta làm một quan tài. Nhưng mà cái đám ma ở đây không có nhất thiết tiền hay là không tiền. Mình ví dụ cái Thật đồng tiền ra thì mình gọi là đồng tiền phúc. em còn biết một cái, em còn biết cái điểm này nữa đó chị, có nghĩa là chỗ mà nhà hòm á, khi mà họ thấy một trường hợp thương tâm giống vậy, họ sẽ miễn phí cái Chính quan xác, tài đó luôn. chính xác. Nên á, Dạ. tụi nó để cái hình người xong nó đăng lên, nó nói là người này chết không có tiền mua quan tài, trời ơi, cái quan tài nó không có là bao nhiêu hết, nên đừng có làm như vậy, nó vừa tội lỗi mình, gọi là ăn trên cái đồng tiền sắp chết đó Đúng. anh nghe. Dạ. Ừ, gọi là mình gọi là tụi nó, mình nói là giống như là cần cờn, mà khi mà thấy nó thấy sắp chết nó bu vô nó ăn á, nên mình nhìn mình thấy nó rất là nhục nhã mà nó bỉ ổi, là ăn cái gì cũng được nhưng mà những người chết đừng bao giờ moi tiền, nó rất là tội lỗi. Tiền người chết này, tiền mồ, tiền mã, tiền ma, tiền chay này, tiền phún điếu, những cái đồng tiền đó phải minh bạch, chứ đừng có lấp lấp lửng lửng để mà ăn những đồng tiền đó, trời ơi, tội lỗi lắm chị. Theo như chị biết nó rất là tội lỗi, nên Dạ. làm cái gì cũng được hết. Ừ, ăn cái đồng tiền gì cũng được hết, thậm chí mà bóp cổ đập đầu để lấy đồng tiền đó ok, nhưng đặc biệt cái là tiền mà cái người đã khuất đừng bao giờ moi, đừng bao giờ dùng cái xác của cái người đó để moi tiền. Bây giờ mình không thấy nhưng cái tội lỗi của cái những cái hậu quả, Đúng. gọi là cái nghiệp á, gánh rất là nặng, cái nghiệp Dạ. nó rất là nặng. Nên chị lên chị chia sẻ cái chỗ đó, chứ còn những cái chỗ mà chị cũng thật sự với mấy anh mình quên, xin lỗi xin lên đây có xương chị không quen, làm chị đại nó quen rồi, mình cũng chia sẻ với anh chị em là cái chỗ đây nè. Nên tôi vào trang Facebook tôi nhìn những cái chỗ mà người ta để cái hình người xong người ta kêu là người này chết không có quan tài chôn á, tôi không bao giờ tôi đọc, tôi lướt qua liền, tôi không có đọc, bởi vì nó rất là phản cảm, nó không có cái lợi ích gì để cho mình đọc hết, nó xạo, nó vừa xạo mà nó. Ừ, thật em nói ra đi. thì có một số người người ta lợi dụng hình ảnh đó để họ dùng cái số tiền quyên góp, họ làm việc riêng cho họ cũng có, và một số người á, thì họ cũng dùng số tiền đó để họ trao tận tận tay của gia đình nạn nhân thì cũng có. Nhưng song song đó thì có những kẻ xuyên tạc, nó sẽ nói là đất nước Việt Nam mình nghèo không lo cho dân, hay là cái lọ cái chai gì đó, thì có rất là nhiều muôn màu muôn vẻ cho chúng để chúng làm ầm lên. Chỉ cần một cái tiêu cực nhỏ của đất nước thôi, nó sẽ làm to đùng lên cho cả nhân quyền thế giới nhìn thấy. Thực ra mỗi đất nước đều có một cái pháp trị riêng, mỗi đất nước đều có những cái cách lo cho dân riêng, chứ đừng bao giờ mà họ nói như như những người bên này họ nói là những người của chính phủ bên này lo cho dân, nhưng mà đâu phải là lo hoàn toàn đâu, thì cũng phải lo, lo mà lo một cái chút nào đó thôi. Thì như Việt Nam mình, đất nước nghèo thì cũng lo cho dân một phần nào đó, còn lại thì chúng ta phải tự lực cánh sinh, chứ chúng ta không phải là những con ký sinh trùng mà ngồi một chỗ để mà chờ. Chúng ta được cha mẹ sanh ra có tay có chân thì chúng ta nên đi làm để mà lo cho cuộc sống, chứ không nên chờ đợi những đồng tiền giống như vậy. Những đồng tiền
mà không từ sức lực của mình, hãy để sử dụng cho những người mà thiếu thốn đi cái niềm lực, cái sự lao động của trong cái cuộc sống của họ. Đây chị chia sẻ chút xíu nữa, cái chị xuống chị cho mấy anh em hát lên này, mình ở Việt Nam dạ, mình dạ. Mình xuống chị nói chút xíu, chị xuống liền ở chỗ đây nè. Còn á, mình nói là mấy anh chị gọi là những kiều bào, mình gọi là những người chống cộng đi, mình cũng gọi là mình cũng dùng cái từ là mấy anh chị em luôn đi. Nên những cái anh chị em mà ở nước ở hải ngoại mà gọi là những trong cái ổ nhóm á, mình gọi là cái ổ nhóm chống cộng đó, phải tỉnh táo cái chỗ này nè. Rất là nhiều người, rất nghĩa là anh chị em ở đó người ta rất là, có một số người ta ngây thơ và có một số người ta trục lợi. Đơn giản là bà chị Lê Na Đông Quỳnh là một nè, chị cũng thành phần chống cộng, rồi bà Hoa Mai Cần cũng là thành phần chống cộng. Nhưng cứ tin những người trong Việt Nam mình là chống cộng, trời ơi thương cái người này, người ta chống cộng cũng gì, cộng sản mà người ta nghèo. Mỗi một người cho 5-7 ngàn đô, có thậm chí có người cho cả chục ngàn đô. Cuối cùng nó đâu có chống cộng, ở bên Việt Nam nó chống mà nó dùng những cái đồng tiền đó, nó đi chơi, nó đi ăn, nó đi mua, đi sắm. Khi mà vỡ lẽ ra rồi, khi mà vỡ lẽ ra rồi ngồi hối hận tức giận, trời tao thấy mày lên mày than thở cộng sản nên tao mới cho tiền mày, ủa ai cũng ngu. Nên mình thấy nhiều người người ta thiếu những cái chỗ đó. Giống như là họ giống như là họ vàng mà bất chấp đó chị, cứ thấy ai chửi một cái thôi, chửi một câu thôi là họ cho tiền. Đúng rồi, đơn giản. Đơn giản thằng Dách Xanh Mùi á, thằng Dách Xanh Mùi á là nghe thằng Lê Minh Thể là than điện thoại, nó hứa sẽ cho thằng Lê Minh Thể một cái điện thoại. Nên cái thằng này nó ngu mẹ nó, thôi nói tới cái ngu nó thôi, chị đi xuống đây, chị không nói nữa, chị xuống ăn nha. Mình tổng chào cả chị em mình. Tổng chào cả nhà nha. Cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị. Ok. Thôi cho chị. Đó. Thực ra thì đó, Nhiên nói lòng tốt của chúng ta á, chỉ được ghi nhận khi chúng ta đặt cái lòng tốt của mình đúng nơi đúng chỗ. Thực ra thì các anh chị cũng biết rồi, ở nước Việt Nam mình á, là người dân Việt Nam mình có cái tinh thần tương thân tương ái rất là cao. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ là như vậy. Ở lối sớm khi chúng ta phát hiện một hộ nghèo đi, thì chúng ta luôn luôn có cái sự giúp đỡ. Có thể là mình không giúp đỡ họ tiền, nhưng mà mình vẫn có thể giúp đỡ cho họ có một bữa ăn, hai bữa ăn, vài bữa ăn, một thêm một chén cơm cũng không có cái sự mất mát nào cả. Hay chúng ta bữa ăn cơm, bữa cơm của chúng ta luôn luôn dư phần. Cho nên đó là thật ra dân Việt Nam mình nói nghèo hả, nhưng nói những người mà nói dân Việt Nam nghèo á thì họ là sai, cái khái niệm của họ rất là sai. Ở bên Mỹ nha, Nhiên chia sẻ cho các anh chị biết luôn, những người bên Mỹ khi họ nấu ăn để họ dở cái đồ sugar đi làm á, rồi số còn lại họ bỏ vô trong tủ lạnh, họ để đông lạnh, họ cất, và họ cứ hâm tới hâm lui, họ ăn cho đến cạn kiệt đồ ăn luôn. Họ không có dám bỏ một cục thịt nào, một miếng cá nào cả. Đây là sự chia sẻ thật sự nha. Còn ở Việt Nam mình, bữa trưa là mình nấu những cái món ăn khác và buổi tối mình nấu món ăn khác. Cho nên những món ăn của dân Việt Nam mình đôi khi buổi trưa ăn không hết, có thể đổ để vô trong một cái thùng gọi là cho mà những người đi lấy cái đồ cháo heo á, về nấu cháo cho heo ăn đó. Đúng không các anh chị? Thì dân Việt Nam mình có cái phần phung phí. Còn ý hả là ăn cạn kiệt luôn. Cho nên nếu như mà nói là người nào mà nói dân Việt Nam nghèo á, thì người đó nói sai sự thật. Tại vì nói về nghèo, nói về cái sự tính toán kỹ lưỡng, thì dân bên Mỹ tính ăn uống rất là chật hẹp, không giống như dân Việt Nam mình. Dân Việt Nam mình buổi trưa ăn rồi ăn không là không, buổi chiều là không thể nào ăn lại những cái món đó rồi. Là buổi chiều chúng ta sẽ nấu những cái món khác cho gia đình ăn, chứ chúng ta không thể nào ăn lại những cái món lúc trưa mình đã ăn rồi nữa. Trừ khi có những gia đình gọi là trung bình thì họ vẫn có thể cố gắng ăn lại, nhưng mà đa phần, như thấy đa phần luôn, là ăn xong buổi những đồ ăn còn có một số người người ta bỏ vô trong cái nồi cám heo hết. Nó thì đừng có nói là dân Việt Nam nghèo đó. Cái đó là Nhiên chỉ chia sẻ một trong những cái hiện thực của những người sống bên Mỹ và những người sống ở Việt Nam thôi. Cho nên là trở lại vấn đề thì Nhiên nói lòng tốt của chúng ta, các anh chị đừng bao giờ suy nghĩ là
Ừ, mình về Việt Nam mình làm từ thiện, mình đem tiền chăm chỉ mới gọi mới được ghi nhận, không có. Ví dụ như các anh chị coi một cái tin tức, ừ, gia đình đó neo đơn đi, à, các anh chị muốn cúng dường cho họ 500 ngàn, họ vẫn nhận đó, họ vẫn nhận 500 ngàn đó và họ ghi tài. Cái đó cũng là một cái công đức của mình tích tụ lại cho con cái, cho bản thân của mình, chứ không phải là các anh chị phải bỏ tiền ngàn, tiền tiền triệu này nọ ra rồi mới được ghi nhận. Nên chúng ta đừng bao giờ để đồng tiền mình cho các hội nhóm ở bên này. Thực ra những đồng tiền mà quyên góp tại Mỹ 99% là nó vô nghĩa, tại vì họ sử dụng cho cái mục đích của họ là đánh phá, đập phá đất nước Việt Nam mình, và họ gửi tiền cho những người ở Việt Nam, những kẻ mà lười biếng, những kẻ mà gọi là thành phần sâu bọ trong xã hội, những kẻ thành phần sâu bọ trong xã hội. Rồi á, khi xảy ra những cái vụ việc thương tâm thì chúng ta sẽ bị một cái phần cắn rứt về cái từ thiện của mình không đúng nơi đúng chỗ, là như vậy. Từ thiện có nhiều cách để các anh chị em thể hiện lắm, chứ không phải là đưa cho những người bên này. Các anh chị em cũng biết, những người ở hải ngoại đa phần, nhưng nói đa phần luôn á nha, khi quyên góp vào văn nghệ hay là đại nhạc hội, đa phần 80-90% hay là có thể là nhiều hơn nữa là họ sẽ sử dụng cho mục đích chống phá đất nước Việt Nam không. Mà chống phá đất nước Việt Nam, trong đó có ai? Có người thân của quý vị ở trong đó. Nếu kinh tế Việt Nam suy sụp, có nghĩa là người thân của quý vị cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và điều đó cho thấy các anh chị em ở bên này sẽ vất vả hơn nhiều. Tại vì kinh tế Việt Nam mà có bị họ làm cho lũng đoạn đi, người thân của mình bị ảnh hưởng thì mình đâu có thể nào mà mình yên thân để mình làm việc ở bên này được, đúng không? Cho nên là chúng ta phải để lòng tốt của mình đúng nơi đúng chỗ, và phải tìm hiểu cho thật kỹ những gì mà những người bên này đang làm. Nhưng chào lại tất cả các anh chị em nha. Có một số anh chị em không có camera cho nên Nhiên không mời lên được ha. Đó, nếu như kinh tế Việt Nam phát triển, đồng nghĩa là chúng ta, người thân của chúng ta ở Việt Nam cũng được hưởng một phần nào đó. Tại vì sao? Kinh tế phát triển, công ăn việc làm phát triển thì người thân của mình cũng sẽ phát triển theo, cũng sẽ theo cái đà mà phát triển kinh tế theo. Thì chúng ta ở bên này, chúng ta biết được ở người thân của mình ấm no hạnh phúc thì mình cũng an cư lập nghiệp, mà mình lo mình làm, mình không có cái phần lo lắng, mình không có bị phân tâm. Cái điều đó nó sẽ vững tâm cho chúng ta để mà ổn định ở bên này làm việc và dành dụm cho cái những ngày tháng cuối đời của mình.